Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Trên tay em đây đang chính là hai cái sản phẩm đình đám của bên em. Đó chính là sản phẩm Hydro B5 và sản phẩm Vitamin C. Hai cái sản phẩm này đang được rất là nhiều chị em ưa chuộng và sử dụng rất là tốt. Những cái feedback khách hàng nhà em gửi về thì em có đăng tải trên Facebook của em, mọi người có thể qua tham khảo nha. Thì với những cái sản phẩm Hydro B5 này, vì sao em nói là những tất cả các làn da đều sử dụng được? Bởi vì cái sản phẩm này nó cực kỳ là dịu nhẹ, lành tính, và đặc biệt nó sử dụng cho những chị em có làn da cực kỳ là yếu và nhạy cảm. Những chị em chúng ta bị viêm da này, hay chúng ta sử dụng những phương pháp tái tạo da sinh học này, hay peel da, thì chúng ta đều sử dụng cái sản phẩm Hydro B5 này để nó hỗ trợ, nó giúp làn da của chúng ta được cải thiện này, và nó giúp phục hồi làn da chúng ta nhanh hơn và khỏe hơn mọi người nhá. Và ngoài ra cái sản phẩm Hydro B5 này nó còn giúp cho làn da của chúng ta được căng bóng hơn mọi người ạ. Đây mọi người nhìn thấy da của em lên lúc nào nó cũng căng bóng như thế này, là em chuyên sử dụng cái sản phẩm Hydro B5 này. Nó sẽ giúp cho làn da chúng ta được căng bóng và được cấp ẩm chuyên sâu cho làn da chúng ta luôn. Nên là khi mọi người sử dụng cái sản phẩm này thì mọi người sẽ cảm thấy được làn da của chúng ta sẽ được căng bóng và mềm nước rất là tốt luôn. Còn cái sản phẩm vitamin C này, thì đối với vitamin C thì mọi người nói đến vitamin C thì mọi người biết được cái tác dụng của nó rồi. Nó sẽ có tác dụng là giảm thâm này, mờ vết thâm nám, tàn nhang, thâm mụn này, giúp trắng da, cân bằng làn da của chúng ta, giúp cải thiện làn da chúng ta không được đều màu ấy ạ. Thì nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta được trắng sáng hơn. Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng vitamin C, nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta được trẻ hóa da, chống lão hóa và tăng sinh collagen mọi người nhé. Nên khi chúng ta sử dụng cho em kết hợp bộ đôi này, nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta cải thiện rất là tốt luôn. Những chị em nào đang cần em tư vấn về hai cái sản phẩm này thì mọi người có thể inbox qua cho em mọi người nhé.